Ngày 28 tháng 12, đội cảnh sát kinh tế công an thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk đã bắt một đối tượng làm giả nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của người khác. Đối tượng là Nguyễn Thị Bích Vi, sinh năm 1989, trú tại phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk. Đối tượng Vi đã làm 20 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để gán nợ và lấy tiền của khách hàng là khoảng gần 2 tỷ đồng. Đối tượng đó khai nhận là đã lên mạng Internet, Internet tìm kiếm nơi làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi mang các giấy này thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắc tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.